Những bóng hồng từng vướng ồn ào tình ái với Dương Dương. Nàng mỹ nam hàng đầu showbiz hiện nay dù thủ thân như ngọc, nhưng Dương Dương vẫn dính vô số tình cảm với các mỹ nhân. Sự xuất hiện của Dương Dương trong chương trình đạp kỹ Thanh Xuân Du Hoàn Ký thời gian gần đây khiến thông tin về anh bắt đầu được suy nét lục lại. Nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu Dương Dương có phải là nam thần lạnh lùng nhất mà họ từng biết hay không. Chăm chỉ hoạt động trong showbiz nhiều năm như vậy, chuyện tình cảm của Dương Dương không hề sóng yên biển lặng. Năm 17 tuổi, Dương Dương và vai giả Bảo Ngọc trong Tân Hồng Lâu Mộng gặp gỡ Lý Thấm ở đây. Tuổi tác tương đồng nên hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Họ thích tụ tập buôn chuyện và lúc nào cũng dính như sam trên phim trường. Ngay cả khi hàng chục người trong đoàn phim ngồi cùng nhau, Dương Dương, Lý Thấm cũng không tách rời. Nam diễn viên luôn có những hành động thân mật với bạn diễn dù là cố ý hay vô tình. Người ta đã bắt gặp cảnh Dương Dương vuốt ve bờ vai Lý Thấm khi cả hai cùng nhìn điện thoại di động. Nhìn vẻ thân mật đó, ai cũng cảm thấy họ là một cặp, không cần công khai. Tuy nhiên, sau khi phim đóng máy, Dương Dương và Lý Thấm lại không còn bất cứ tương tác nào. Điều này khiến cộng đồng mạng vô cùng tiếc nuối. Năm 2013, Dương Dương và Tống Thiến hợp tác trong bộ phim Kiến Trần Kỳ Duyên. Sau khi phim đóng máy, cả hai thường xuyên tương tác với nhau. Trước đây, Dương Dương từng nói không chấp nhận tình chị em. Nhưng không bao lâu sau, anh ấy lại cơi nới khoảng cách 4 tuổi đổ lại vẫn chấp nhận được. Thật trùng hợp, Tống Thiến chỉ hơn Dương Dương 4 tuổi, nên nhiều người nghi ngờ cả hai đã yêu nhau. Thậm chí từng có tin đồn cả hai sống chung cùng nhau. Fan Dương Dương không thích Tống Thiến nên họ đã tràn vào tài khoản cá nhân của cô để làm loạn. Tống Thiến vì không chịu nổi, đã phải đích thân ra mặt thanh minh rằng giữa hai người không có gì. Vài tháng trở lại đây, bộ phim ngôn tình Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh do Dương Dương và Địch Định Nhật Ba đóng chính đã bùng nổ. Để quảng cáo cho phim mới, cả hai cùng đăng những bức ảnh thời thơ ấu của mình lên mạng xã hội, dùng tên nhân vật để tương tác với nhau và điều này khiến cộng đồng mạng phát điên. Rất nhiều người hy vọng họ sẽ có thể trở thành một cặp bởi một bên nam thần vạn người mê, một bên nữ thần tuyệt đỉnh nhan sắc quá đẹp đôi. Thậm chí gần đây còn có tin đồn Dương Dương và Nhật Ba sống chung với nhau khi cả hai vô tình đăng những bức ảnh có phần background giống nhau. Nếu Dương Dương và Nhật Ba thực sự về chung một nhà, con của họ chắc chắn sẽ là cực phẩm. Vào tháng 9 năm nay, Dương Dương đăng tải một chiếc bảng sinh nhật nhiều tầng được trang trí búp bê hình con cừu trong ngày sinh nhật của mình. Đúng lúc này, cộng đồng mạng phát hiện ngày hôm đó chị Lộ Tư cũng đăng chiếc bánh sinh nhật này và tin đồn về quan hệ của hai người nhanh chóng bay xa. Chị Lộ Tư và Dương Dương từng hợp tác với nhau trong Thản Thị Thiên Hạ. Hai người có rất nhiều cảnh tình cảm ngọt thấu tim. Một số cộng đồng mạng còn cho rằng tình cách của chị Lộ Tư và Dương Dương rất xứng đôi vừa lứa. Vì thế nhiều người nhiệt tình đẩy thuyền. Hiện tại nam chính vẫn im lặng trước mọi tin đồn. Xin hãy rất mong nam thần của mình sớm tìm được một nửa của mình. Hai ứng viên sáng giá hiện tại là Địch Đệ Nhật Ba và Chị Lộ Tư. Nếu theo dõi Dương Dương thường xuyên, bạn muốn đẩy thuyền nào đây? Hãy comment ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe thông tin của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.